Từ Thanh Chỉ, cô ta không phải có chuyện xin nghỉ rồi sao? Gọi điện cho mình làm gì? Hai boss, chuyện gì? Thực ra là tôi có một người bạn muốn làm với anh. Cô ấy cũng là người của học viện ngự sử, hình như còn được đánh giá là tứ tinh du châu gì đó. Lâm Hinh Nhị, anh quen cô ấy hả? Có nghe nói qua. Tôi nhớ Lâm Hinh Nhị là thợ săn thế giới, thường xuyên tìm kiếm tài liệu chu tiết tới ở đại trạch thâm sâu hoang du không người. Lâm Hinh Nhị có thể có được danh tiếng ở cái nghề này nhất định là có bản lĩnh thực sự. Nếu có thể thu phục cô ta, đối với việc mở rộng tập đoàn Nam Thi có hỗ trợ rất lớn. Lát nữa tôi không có chuyện gì, nếu không vấn đề thì lát nữa gặp nhau ở trung tâm thành phố. Cô cũng đi cùng đi. Lâm Học Tỷ, chị đừng lo, ông chủ chúng tôi rất thân thiện. Ừ, cảm ơn cô, Thanh Chỉ. 20 phút sau, Tiểu Diệm, sao mày đột nhiên bay lảo đảo vậy? Cao Bằng, xin lỗi, là tôi không bay ổn định. Ban nãy tôi rõ ràng bay rất tốt, đột nhiên cảm giác trong não bị ném như một đống đồ vậy. Sau khi A Ngai thăng cấp lệnh chúa có thêm một năng lực chữ mạng mới nữa, khóa linh hồn, có thể khiến mình nhờ một người thú đã ký huyết khế tiến hành khóa linh hồn. Sau khi ký huyết ước trong vòng 1 tháng không thể thay đổi, tiến hành khóa liên kết linh hồn trong một thời gian dài, cường độ linh hồn của mình sẽ có được thăng phúc nhất định. Hơn nữa, nếu như có người muốn chống công linh hồn với mình, cũng đồng nghĩa với việc phải chống lại cường độ linh hồn của mình với một người thú lệnh chúa. Đáng lẽ nên nói đây là một năng lực không tệ, bàn này nội hướng muốn thử một phen kết quả phản ứng này của Tiểu Diệm. Vẫn không nên nói cho Tiểu Diệm chân tướng thì hơn, nếu không nói lại càng ràm ràm mình cả ngày mất. Cao Bằng, tin tôi đi, ban nãy tôi không cố ý, não tôi đột nhiên như bị một tên gốc nào đó đấm một phát vậy á, rất khó chịu luôn. Từ Học Tỷ, Lâm Học Tỷ, đợi lâu rồi. Không lâu không lâu, ngồi đi, mọi người đều rảnh hết. Nói thẳng luôn đi, tên tôi có chuyện gì không? Bạn học Cao, cậu biết Bạch Kim Chi Thủ chứ? Bạch Kim Chi Thủ, nếu ý cô muốn nói là tổ chức cực đoan khét tiếng kia thì cũng nghe qua. Đại bản danh của Bạch Kim Chi Thủ nằm ở Kim Sa Quốc, thành viên đều là tín đồ Thánh La Thiên Giáo dưới cực đoan dạy cuồng nhiệt. Đám người này thích nhất là dùng thủ đoạn bom đạn thịt người tiến hành thức tự sát để khủng bố tập kích, trước giờ chưa từng suy nghĩ tới tính mạng của người dân vô tội. Là những tên điên hoàn toàn không có cách giao tiếp. Mà mấy ngày trước, có người nhìn thấy bên ngoài thành phố Du Châu, có người giống như thành viên của Bạch Kim Chi Thủ xuất hiện, chính là nơi tụ tập Sơn Linh ở bên ngoài thành phố. Thiệt là cứ ngoan ngoãn ở Kim Sa không tốt sao? Tại sao cứ phải chạy tới cửa nhà mình vậy chứ? Người của Bạch Kim Chi Thủ điên cuồng thế nào không nói, đáng sợ hơn là số lượng Sơn Linh ít nhất cũng mấy trăm con, trong đó yếu nhất cũng có chiến lực cấp lệnh chúa. Nếu như thiệt sự bị Bạch Kim Chi Thủ gây ra chuyện gì khiến Sơn Linh bao động, thành phố Du Châu chớp mắt sẽ bị san phẳng. Nói thẳng đi, tại sao tìm tôi? Hoặc là nói, cô muốn có gì từ tôi? Mục đích của tôi rất đơn giản, tôi không thích đám điên Bạch Kim Chi Thủ, không mong chúng xuất hiện ở gần đó. Nhưng tôi cũng không muốn đối đầu trực tiếp với chúng, cho nên hy vọng thế lực có thực lực chứ tập đoàn Nam Thiên có thể bật cây dù bao giờ cho Du Châu. Cưỡng quá, còn tưởng là cậu ta biết được răng đực của mình từ chỗ cô ngốc từ Thanh Chỉ kia chứ, sau đó tìm mình thăng cấp ngự thú. Thì ra là nhắm vào tập đoàn Nam Thiên sau lưng mình, cũng may không có lấy thân phận của mình trực tiếp khiêu mộ. Chuyện này tập đoàn Nam Thiên sẽ quản. Ngoài ra, cho cô một kiến nghị nhỏ. Trình độ của phòng thực nghiệm tộc đài Nam Thiên đã là trình độ đỉnh cấp thế giới. Nếu gia nhập tộc đài Nam Thiên, tất cả người thú của cô đều có cơ hội thăng cấp miễn phí. Miếng bánh lớn như vậy đập xuống đây là muốn tôi bỏ ra cái gì đây? Có một số chuyện cần nói trước, tôi chỉ là thích phụ nữ. Trước mắt thợ săn thế giới của thành phố căn cứ Du Châu chỉ có 3 người, cho nên cô đáng với giá trị này. Chúng ta có thể ký hợp đồng tạm thời trước, sau khi ngự thú đầu tiên của cô tiến hóa thành công, rồi quyết định có ký hợp đồng chính thức hay không. Cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi đợi tin tức của cô. Đám người này mờ ám như vậy, thực lực có lẽ không mạnh tới đâu. Cho dù thế nào, vẫn phải đi xem thực hư cái đã. Lão Hoàng, có nhà đó không? Được, cậu dẫn theo A Ngai, A Bang, Tiểu Diệm,
Triệu Hoàng lập tức tới lối ra bắt đầu tụ họp với tôi. Không đem theo tôi à? Không công bằng. Mày có mạnh như A Ngai không? Vậy có ba nhanh như Tiểu Diệm không? Có giỏi chịu đòn như A Ban không? Có quýnh lại Tiểu Hoàng không? Điều kiện là như nhau, mày lười biếng rèn luyện cách biệt thực lực với bọn nó quá xa. Sao tao yên tâm đem theo mày chứ? Ở nhà tập luyện đi. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt cho Đúc Cula. Các người đều bắt nạt ta. Hả? Hả? Mày vẫn nên ở nhà đi, đại tử. Lần này thực sự quá nguy hiểm. Rừng rậm bên ngoài thành phố Du Châu. Hả? Không đúng lắm. Thao thiếu, nơi này chỉ còn lại một cái hố lớn. Trên kết của Sơn Linh đều khá lười biếng, có lẽ sẽ không tùy tiện di chuyển. Lẽ nào là Bạch Kim Chi Thủ đã bắt đầu hành động sao? Chúng ta đuổi theo. Tiểu Diệm, mày bay lên trời trước. Chỉ cần phát hiện Sơn Linh hoặc là dấu vết của con người nào khác, lập tức báo cho chúng ta. Được,